À, thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay em sẽ trình bày về cái chủ đề đó là Diagnosis and Treatment Anaphylaxis. Tức là trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tình trạng phản vệ, về phương diện chẩn đoán và cái hướng điều trị cấp cứu ban đầu đối với một sinh viên Y4 đi thực tập lâm sàng gặp được bệnh nhân có tình trạng phản vệ và sốc phản vệ. Và cái bài hôm nay chúng ta sẽ có 5 mục tiêu. Thứ nhất là chúng ta sẽ review lại định nghĩa sốc và cái cách phân loại sốc như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái immunology system, hệ thống miễn dịch. Và cái hệ thống miễn dịch đó, nó rất là nhiều và nó phức tạp và nó khó. Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại hai từ thuộc hệ miễn dịch thôi, đó là hypersensitivity và allergy. Hypersensitivity chúng ta dịch sang tiếng Việt là quá mẫn, còn allergy chúng ta dịch là dị ứng. Vậy thì quá mẫn và dị ứng nó giống nhau hay là nó khác nhau? Nếu nó khác nhau thì mỗi một thằng nó được định nghĩa như thế nào, và hypersensitivity và allergy nó có mối quan hệ gì với nhau hay không? Ta sẽ tìm hiểu ở phần nội dung. Thứ hai đó là definition of anaphylaxis, là đó là định nghĩa phản vệ là gì. Và thứ ba đó là anaphylactic following ABC, ta soạn lại cái phản vệ theo trình tự ABC. Và thứ tư đó là diagnosis, classification, cũng như là cái mức độ, cái level của cái tình trạng phản vệ. Và cuối cùng đó là hướng xử lý cấp cứu và quản lý bệnh nhân có tình trạng phản vệ. Và như vậy thì chúng ta sẽ vô cái phần đầu tiên, đó là review. Sốc được định nghĩa là cái tình trạng giảm tưới máu cơ quan. Và cái tình trạng giảm tưới máu cơ quan này nó dẫn đến là cơ quan bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng cho sự chuyển hóa đó, của một cái tế bào, một cái mô bình thường đó. Và cái tình trạng này ban đầu thì nó có thể bù trừ được, nhưng sẽ đe dọa đến tính mạng và dẫn đến tử vong nếu chúng ta không phát hiện và xử trí kịp thời. Về cái phần mà phân loại sốc như thế nào á, thì phải thuộc được là sốc nó có 4 loại. Thứ nhất đó là hypovolemic shock, sốc giảm do giảm thể tích. Nó bao gồm các nguyên nhân như là mất máu, chảy máu và mất máu, mất nước, bỏng. Cái sốc thứ hai đó là cardiogenic shock, là cái sốc tim, bao gồm các nguyên nhân như là nhồi máu cơ tim cấp, suy tim cấp, rối loạn chức năng van tim, rối loạn nhịp. Và cái sốc thứ ba đó là obstructive shock, sốc do tắc nghẽn, bao gồm cardiac tamponade. Thì trong cái này ta gọi là chèn ép tim cấp, và trong cái hội chứng chèn ép tim cấp ta có cái hội chứng đó là tam chứng PEC. Và tiếp theo đó là pulmonary embolism, thuyên tắc phổi. Và thứ ba là tension pneumothorax, tràn khí màng phổi, áp lực. Và đó là cái sốc tắc nghẽn. Và cái sốc cuối cùng, sốc thứ tư, nó là distributive shock, sốc tái phân bố. Nó bao gồm các nguyên nhân như là do nhiễm trùng, bao gồm tình trạng phản vệ, sốc phản vệ. Nó bao gồm cái sốc do tổn thương hệ thần kinh trung ương. Và như vậy thì đó là bốn loại sốc mà chúng ta phải thuộc, cũng như là cái định nghĩa của sốc. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái thuật ngữ, đó là allergy. Allergy là một loại của cái phản ứng của hệ thống miễn dịch, mà nó còn được gọi với cái tên đó là hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction, chúng ta sẽ nhắc đến nó là chúng ta phải nhắc bốn tiếp của nó, do ông Coombs và ông Gell tìm ra. Và allergy nó được xếp vào hypersensitivity tiếp 1. Nó là cái tình trạng, hay cái allergy nó là cái tình trạng phản ứng của hệ miễn dịch có hại cho cơ thể. Các phản ứng nó tạo ra, nó làm tổn thương mô và nó có thể đưa cơ thể vào một cái tình trạng tồi tệ và dẫn đến tử vong. Và cái bệnh lý liên quan đến allergy nó bao gồm phản vệ, sốc phản vệ, dị ứng với thức ăn, viêm da dị ứng, viêm mũi dị ứng, hen do dị ứng. Và cái từ allergy này á, nó phải phân biệt với cái từ atopic. Hai từ này đều dịch ra là dị ứng, và chúng khác nhau như thế nào chúng ta hãy xem. Atopy là một cái tình trạng mà cái phản ứng miễn dịch nó phụ thuộc, nó qua trung gian cái kháng thể IgE. Và tất cả các rối loạn atopic nó được xếp vào rối loạn do của quá mẫn tiếp 1. Còn cái từ allergy là tất cả các trạng thái, các cả các tình trạng nào mà hệ miễn dịch phản ứng với cái kháng nguyên bên ngoài cơ thể, bất kể
do cơ chế nào. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là tất cả các rối loạn của atopic được gọi là allergy, nhưng nhiều cái sự rối loạn allergy nó không bao gồm, nó không có cái không có bao gồm cái tình trạng atopic, đó là viêm phổi mô kẽ mà do quá mẫn. Như vậy chúng ta sẽ rút ra được một điều ở đây, đó là allergy nó bao hàm luôn cái hàng atopic, nhưng nó khác nhau ở chỗ là atopic nó là phản ứng của miễn dịch nhưng mà thông qua cái trung gian kháng thể là IgE. Là như vậy thì đó là sự khác nhau của hai cái từ này. Từ ngữ tiếp theo đó là hypersensitivity. Hypersensitivity còn gọi là hypersensitivity reaction, tiếng Việt là gọi là quá mẫn, được đề cập đến là cái phản ứng không mong muốn được tạo ra bởi một cái hệ miễn dịch bình thường. Nó bao gồm allergies và autoimmunity, tình trạng bệnh lý về tự miễn. Và nhắc đến cái từ hypersensitivity này, chúng ta phải nhắc đến bốn tiếp của nó mà hiện nay đó, hiện nay trên trang Wikipedia nó cập nhật, nó có xuất hiện thêm cái tiếp thứ năm, nhưng trong các cuốn textbook của Mỹ mà mình tham khảo để làm cái bài này á, thì nó không có nhắc đến cái quá mẫn tiếp năm. Tại sao? Tại vì nó đã chồng lắp cái quá mẫn tiếp năm, nó đã bị chồng lắp trong cái quá mẫn cái loại loại 2 rồi. Và tại sao chúng ta sẽ xem phân tích và bản chất mà của cái quá mẫn tiếp năm á, trên trang Wikipedia nó nói á, là cái tiếp năm á, là cái tiếp mà nó liên quan đến các bệnh lý về tự miễn, tức nghĩa là autoimmunity á. Và đặc trưng của cái quá mẫn tiếp năm là bệnh Graves hay là bệnh Basedow. Và chúng ta hãy phân tích từng tiếp một. Mà trong cái bài này, trong phạm vi bài này chúng ta chỉ nói đến bốn tiếp đó thôi. Ta vô tiếp một, tiếp đầu tiên còn gọi cái tên tắt đó là quá mẫn tức thì, tức khắc, diễn ra ngay tức khắc, và nó đặc trưng bởi hai cái tình trạng đó là anaphylactic phản vệ và atopic dị ứng. Và nó có hai pha, pha đầu tiên là pha tức thì diễn ra trong vài phút, cái antigen nó sẽ gắn kết chéo, nó sẽ gọi là phản ứng chéo với cái kháng thể được hình thành, kháng thể IgE được hình thành và lộ diện trên bề mặt của con tế bào mast. Và như vậy thì khi mà cái antigen nó gắn với IgE thì ngay lập tức cái tế bào mast nó bị phá hủy và nó phóng thích ra hai cái hóa chất trung gian quan trọng, đó là histamine và tryptase. Histamine là gì? Chúng ta sẽ nhắc nó riêng ở một cái slide riêng. Còn tryptase là một cái gọi là một cái marker, nó biểu hiện sự hoạt động của tế bào mast và nó được ứng dụng trong xét nghiệm để xét nghiệm cái cận lâm sàng để chẩn đoán tình trạng phản vệ mà chúng ta sẽ được phân tích ở cái phần phía dưới. Cái tình trạng muộn hơn, cái pha muộn hơn diễn ra trong vài giờ, đó là do các hóa chất và các cytokine từ con tế bào mast nó kích thích cái nó kích thích và nó thu hút các cái tế bào gây viêm đến, như là con basophil và leukogen, và nó kích thích cái quá trình tiếp tục quá trình viêm và làm tổn thương mô. Và như vậy thì chính vì cái quá mẫn tiếp một này á, cái quá mẫn ngay tức thì này á, nó diễn ra hai pha, cho nên là cái tình trạng phản vệ nó có một cái loại gọi là phản vệ hai pha mà chúng ta sẽ được phân tích ở cái phần phân loại của tình trạng phản vệ. Và để dễ nhớ cái này á, cái tiếp một này á, là một là first first fast fast là nhanh, cho nên là tiếp một ta dễ nhớ là first fast. Và cái test liên quan đến cái quá mẫn tiếp một này á, ta có hai ta có thể là nó đề cập đến, đó là cái test da và cái test máu. Ta dùng cái gọi là ELISA để phát hiện ra cái IgE này á, nó đặc trưng, nó đặc hiệu đối với cái dị nguyên đó. Và đó, và cái trung gian ở đây á, là qua IgE, tức nghĩa là mediators ở đây là IgE.
Và như vậy thì chúng ta sẽ sang cái quá mẫn tiếp 2. Quá mẫn tiếp 2, cái tên tắt của nó là cái quá mẫn độc tế bào bởi kháng thể. Như vậy thì cái kháng thể ở đây là nó gắn trên bề mặt, nó được mô tả, cái quá mẫn tiếp 2 á, được mô tả là cái kháng thể nó gắn trên bề mặt của gắn với kháng nguyên trên bề mặt của cái tế bào, và nó làm cho tế bào bị phân hủy, nó kích hoạt sự viêm và nó làm rối loạn chức năng, dysfunction, nó rối loạn chức năng tế bào. Và để gì? Ta cắt ra từng ý, nó làm phân hủy tế bào, nó phá hủy tế bào, tức nghĩa là cái tế bào lúc này nó bị opsonin hóa. Opsonin hóa tức nghĩa là tế bào này nó bị bao vây bởi cái antibody. Antibody này nó bao vây tế bào và nó dẫn đến cái việc là nó thực bào, nó nuốt tế bào và nó phân hủy tế bào đó, và đồng thời nó kích hoạt sự hoạt động của bộ thể. Khi nhắc đến bộ thể là chúng ta nhắc đến ba con đường của bộ thể, đó là thứ nhất là con đường lactical, đường thứ hai đó là con đường alternative, con đường tắt, và thứ ba đó là con đường leaky. Và đặc biệt là cái con đường lactical là có khi mà có sự gắn kết giữa kháng nguyên và kháng thể với nhau thì nó hoạt động cái con đường này, nó kích hoạt con đường này. Và bản chất của bộ thể là từ C1 đến C9 là nó làm bể, làm thủng và làm ly giải tế bào. Cho nên khi mà đụng tới bộ thể mà nó ra rồi á, là nó quánh tế bào tan nát. Và cái ý thứ hai trong cái phần mà nó làm phân hủy tế bào á, là các tế bào natural killer cell, viết tắt là NK cell, nó đến nó bao vây, nó giết cái tế bào đó. Và cái ý mà kích hoạt cái quá trình viêm ở đây á, là nó gắn cái sự gắn của cái antibody này trên bề mặt của tế bào, nó làm, nó gây ra là sự hoạt động của bộ thể và nó gây viêm, nó gây ra quá trình viêm thông qua cái thụ thể Fc trên bề mặt của tế bào. Và một số ví dụ cho cái tình trạng mà nó bị phân hủy, tế bào nó bị phân hủy như là tán huyết, thiếu máu tán huyết do tự miễn, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu do yếu tố miễn dịch phản ứng khi truyền máu, cũng như là cái tình trạng tán huyết của trẻ sơ sinh. Còn một cái ví dụ cho cái tình trạng mà nó kích hoạt sự viêm đó là ví dụ như là hội chứng Woodbuster, bệnh tim hậu thấp, bệnh thấp tim đó, và cái tình trạng thải mảnh ghép cấp đó. Và cái cuối cùng ở đây, tại sao ta nói cái quá mẫn tiếp 5 á, nó bị chồng lắp vô cái quá mẫn tiếp 2 này, là nó liên quan đến cái tình trạng rối loạn chức năng của tế bào. Cái bản chất của rối loạn chức năng tế bào này á, là cái kháng thể nó gắn trực tiếp, nó gắn vô cái receptor của cái tế bào đó và nó khóa luôn cái receptor đó, nó không cho các chất mà kích hoạt tế bào đó làm việc, gắn vào để cho tế bào đó làm việc theo sự bình thường của cơ thể. Nó và nó khi nó gắn vào nó lóc luôn, nó làm rối loạn chức năng của tế bào, đặc biệt là cái bệnh Grave hay là bệnh Basedow. Lúc này cái kháng thể IgG á, nó gắn vào cái thụ thể trên, nó gắn vào cái thụ thể của TSH ở cái tuyến giáp, và nó không cho cái tiếng, không cho TSH gắn vào cái thụ thể của TSH trên tế bào tuyến giáp nữa. Và lúc này thì khi mà cái IgG nó gắn vào thụ thể của TSH trên tế bào tuyến giáp rồi, nó bắt tuyến giáp làm việc liên tục, lúc này là ta gọi là rối loạn chức năng của tế bào rồi. Và như vậy thì ta gọi đây là bệnh tự miễn. Và nó cái quá mẫn tiếp 5 chỗ này là nó liên quan đến cái quá mẫn tiếp 5 đó, và liên quan đến cái tình trạng rối loạn chức năng của tế bào ở đây là tình trạng bệnh tự miễn, liên quan đến cái tình trạng tự miễn đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái trung gian đó, cái trung gian của cái quá mẫn tiếp 2 này nó là IgM,
IgG và phức bộ cái hệ thống bộ bộ thể. Mà cái test cái IgM á, là cái kháng thể mà nó ngưng kết tự nhiên, tức nghĩa là ta không làm gì hết nó tự ngưng kết. Còn cái IgG là cái kháng thể nó không ngưng kết tự nhiên, cho nên có một cái test gọi là CUMS test. Cái CUMS test này là nếu mà hỏi CUMS test là gì thì trả lời ngay CUMS test là một cái xét nghiệm huyết học miễn dịch. Mà bản chất của cái CUMS test này á, là nó đi tìm cái kháng thể bất thường có trong máu chúng ta. Mà cái kháng thể bất thường này nó làm bể hồng cầu đó. Và CUMS test nó có hai loại, đó là trực tiếp và gián tiếp, được thực hiện cùng lúc với nhau. Trực tiếp là đi tìm cái kháng thể bất thường mà nó có trên bề mặt của hồng cầu, còn gián tiếp là tìm cái kháng thể tự do nó lạc trôi tự do trong máu. Khi khi mà cái CUMS test trực tiếp mà dương tính, nó cho chúng ta biết đó là auto immunity, bệnh lý tự miễn. Còn nếu mà cái CUMS test gián tiếp nó dương tính, nó cho chúng ta biết đó là cái trường hợp allo immunity, dị miễn dịch. Và như vậy thì chúng ta sẽ sang cái quá mẫn thứ ba. Quá mẫn được gọi với cái tên tắt là quá mẫn qua phức bộ miễn dịch, hay còn gọi là bệnh phức bộ miễn dịch. Cái phức bộ miễn dịch ở đây đó là antigen nó gắn với lại antibody, và cái antibody ở đây phổ biến nhất đó là IgG. Và khi mà cái phức bộ này nó gắn lại với nhau, nó sẽ kích hoạt sự hoạt động của bộ thể và nó lôi hút, nó kéo mấy con neutrophils. Neutrophil đến nó sẽ tiết ra cái enzyme lysosome làm ly giải tế bào và có thể liên quan đến cái tình trạng viêm mạch và biểu hiện ra toàn hệ thống toàn thân, ví dụ như là bệnh lupus ban đỏ hệ thống, viêm đa mạch, đó, viêm vi cầu thận sau hậu nhiễm liên cầu. Và ở trong cái quá mẫn tiếp ba này, nó cho ta thấy được cái hình ảnh ba thứ nó gắn kết lại với nhau, dính lại với nhau, đó là antigen, antibody và complement. Và cái mediators ở quá mẫn tiếp 3 đó là IgG, complement và neutrophils. Ở quá mẫn tiếp 3 nó cho trái được hai cái tình trạng điển hình, hai hiện tượng điển hình của nó. Thứ nhất là bệnh huyết thanh, serum sickness, là cái tình trạng xảy ra khi chúng ta sau khi chúng ta tiêm cái huyết thanh dị loài vào cơ thể để chữa bệnh, ví dụ như là bệnh rắn cắn, bị bạch hầu, sởi, vân vân. Và sau kháng nguyên dị loài này á, cái huyết thanh dị loài này thường là lấy từ con ngựa. Đó là một dạng protein hòa tan. Và khi mà tiêm một lượng lớn huyết thanh dị loài hay là protein dị loài này vào cơ thể chúng ta thì hệ miễn dịch nó sẽ sinh ra kháng thể để chống lại cái protein dị loài này trong một khoảng thời gian đầu. Và sau 1 đến 2 tuần sau, cái antigen nó sẽ gắn kết với lại antibody, và hai anh này gắn lại với nhau, nó sẽ kích hoạt sự hoạt động của bộ thể và kích hoạt sự viêm và làm tổn thương mô. Và chúng ta thấy nó biểu hiện như là viêm khớp, nổi ban đầy người, và đặc biệt là nó đánh vô cái glomerulus, nó làm viêm vi cầu thận. Đó là serum sinus. Còn cái hiện tượng thứ hai đó là arterial reaction, là cái hiện tượng bị loét, bị hoại tử tại mô, tại cái nơi của mô, mà tại cái nơi mà chúng ta tiêm một lượng lớn kháng nguyên vào cùng một chỗ. Và cái cơ chế của nó cũng giống như là serum sinus. Và đó là cái quá mẫn tiếp 3. Chúng ta xem cái quá mẫn tiếp 4. Cái quá mẫn tiếp 4 được gọi với cái tên tắt đó là quá mẫn muộn, hay cũng có thể gọi với là quá mẫn không thuộc vào kháng thể, quá mẫn qua trung gian tế bào. Nó có hai cái cơ chế liên quan đến T cells. Thứ nhất đó là nó một nó gây độc trực tiếp tế bào qua con CD8 T cell. Nó giết thẳng tế bào luôn, trực tiếp tế bào luôn. Còn thứ hai, cơ chế thứ hai đó là kích hoạt cái phản ứng viêm qua
cái con CD4 T cell nó trình diện sau khi nó nhận dạng được kháng nguyên rồi á, nó sẽ tiết ra các chất gây viêm bao gồm như là cytokines, nhưng mà như chúng ta đã thấy trên màn hình. Và cái ví dụ cho cái quá mẫn tiếp 4 đó là viêm da do tiếp xúc, và cái tình trạng cái bệnh lý giữa cái mẩn ghép với cái vật chủ đó, và cái test điển hình trong cái quá mẫn tiếp 4 này là Mantos test hay BBD. Đây là cái test để xác định sự nhiễm cái con vi trùng lao. Và kể từ ngày làm test cho đến ngày có kết quả là từ 48 đến 72 giờ, cho nên còn gọi là quá mẫn muộn đó. Và nó dương tính khi mà ở cái vùng da test đó, nó bị đỏ ẩn lên. Và nhắc đến quá mẫn tiếp 4 là chúng ta nhắc đến 4 chữ T. T thứ nhất là T cells, T thứ hai là generalized rejection, T thứ ba là TB skin test, và T thứ bốn đó là toxin, cái nó liên quan đến cái viêm da do tiếp xúc. Và như vậy thì chúng ta đã nói lại được bốn tiếp của hypersensitivity, bốn loại của quá mẫn. Và cách dễ nhớ ở đây đó là học bốn tiếp quá mẫn qua A, B, C, D. A, tiếp 1 là A. A ở đây là anaphylactic và atopic. Còn tiếp 2, B là antibody mediated. Và tiếp 3 đó là C, immune complex. Và tiếp 4 là D. D ở đây là delayed. Tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 tất cả đều qua trung gian là kháng thể antibody, chỉ riêng tiếp 4 là qua trung gian tế bào. Và như vậy thì chúng ta sẽ nói lại hai cái mà nó liên quan trực tiếp đến bài này, đó là IgE hay là IgE đó. IgE nó có mặt trên bề mặt của mast cell và basophils. Và khi mà nó gặp được cái dị nguyên hay là cái kháng nguyên đó, nó sẽ phản ứng chéo với kháng nguyên đó. Mà khi mà cái IgC này, IgE này nó gắn với kháng nguyên rồi thì nó ly giải con mast cell và con basophil. Mà khi ly giải thì hai cái con này nó sẽ phóng thích ra các hóa chất trung gian, đặc biệt là histamine. Và histamine là gì? Chúng ta xem. Histamine là cái chất nội sinh, nó được tổng hợp, nó được dự trữ và phóng thích từ mast cell, có ở da, có ở đường tiêu hóa, có ở đường hô hấp, và basophil có ở trong máu và một số ít ở hệ thần kinh. Và nếu ta xem histamine là một ông chồng thì histamine nó có bốn bà vợ. Khi khi mà histamine phóng thích ra thì bốn bà vợ này làm việc dữ dội. Và chúng ta xem bốn bà vợ này làm việc như thế nào ở phần triệu chứng của phản vệ. Thứ nhất, bà vợ nhất đó là H1, receptor H1. Nó có ở cơ trơn, nó có ở lớp nội mô của mạch máu, nó có ở thần kinh trung ương. Cái H2, receptor H2, nó có ở tế bào G của dạ dày, có trên bề mặt của basophil, có ở cái lớp cơ trơn của mạch máu. Và cái receptor H3 nó có ở hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Và H4 là có ở các cái con bạch cầu cũng như là ở trong tủy xương. Và đó là hai cái mà nó liên quan trực tiếp đến cái bài ngày hôm nay, đó là IgE và histamine. Và như vậy thì chúng ta sang cái phần thứ hai, đó là định nghĩa phản vệ. Phản vệ nó được định nghĩa là cái tình trạng tiến triển nhanh. Tiến triển nhanh ở đây là nó do các cái phản ứng xảy ra một cách hệ thống, đe dọa đến tính mạng bệnh nhân
bởi các hóa chất trung gian được phóng thích, được giải phóng ra từ tế bào mast và basophil vào bên trong hệ tuần hoàn. Và cái đỉnh điểm của sự nghiêm trọng, của mức độ nghiêm trọng thường xảy ra trong vòng từ 5 đến 30 phút đầu tiên. Và như vậy thì chúng ta sẽ xem phản vệ theo ABC. A tức nghĩa là etiology, nguyên nhân của phản vệ chúng ta chia làm hai nhánh, đó là do miễn dịch và không do miễn dịch. Do miễn dịch tức nghĩa là nó phụ thuộc vào cái kháng thể IgE gắn với lại cái kháng nguyên, nó làm bể cái con mast và basophil. Còn không do yếu tố miễn dịch tức nghĩa là lúc này cái chất mà cái kháng nguyên mà chúng ta tiếp xúc đó, nó làm bể trực tiếp con mast và basophil luôn, và nó cũng phóng thích ra các hóa chất trung gian. Mà cái nhóm do miễn dịch đó, nó bao gồm đồ ăn thức uống như là đậu phộng nè, cá nè, trứng, sữa, do côn trùng đốt như là con ong, đặc biệt là ở miền Tây chúng ta có con ong vò vẽ, cũng như là các loại kiến lửa, các loại mũ liên quan đến cao su và các sản phẩm từ máu. Còn cái nhóm không phụ thuộc, không do miễn dịch bao gồm các thuốc cản quang nè, thuốc NSAIDs nè, thuốc vancomycin nè, thuốc giãn cơ nè, hiếm hơn là thuốc ức chế men chuyển nè, những bệnh nhân có chạy thận nhân tạo nè, rồi các yếu tố ảnh hưởng của vật lý như là nhiệt độ nè, quá lạnh nè, quá ánh sáng mặt trời á, quá chiếu trực tiếp nè, và do cái tia UV nè, cũng như là hoạt động thể lực quá mức nè, và một nhóm nhỏ nữa là do vô căn. Và cái bản chất của cơ chế bệnh sinh ở đây á, dù có là do miễn dịch hay là không do miễn dịch, thì ở đây nó cũng phóng thích ra, nó cũng làm bể hai cái con, đó là mast và con basophil, và phóng thích hóa chất trung gian ra, và đặc biệt phần lớn là histamine. Và cái sinh lý bệnh á, chúng ta sẽ phân làm hai nhóm, cũng phân làm hai nhóm là nhóm do miễn dịch. Cái nhóm do miễn dịch á, chúng ta sẽ nói ở đây lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với cái dị nguyên đó, cái kháng nguyên đó, cơ thể chúng ta sẽ đánh, cái hệ miễn dịch chúng ta sẽ quánh chết, quánh sạch cái dị nguyên này khi xâm nhập vào cơ thể. Nhưng nó làm một cái thủ tục hành chính, đó là con lympho T á, nó trình diện kháng nguyên lên con lympho B. Con lympho B nó làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đó là nó sinh ra kháng thể đặc hiệu cho cái kháng nguyên đó, lúc này là IgE. Và nhiệm vụ thứ hai á, đó là nó tạo ra tế bào nhớ. Cái nhiệm vụ thứ hai tạo ra tế bào nhớ là để lần sau khỏi cần trình diện nữa, nó quánh thẳng luôn. Và cái IgE này nó gắn trên bề mặt của hai con tế bào, đó là mast và basophil. Và một ngày đẹp trời, lần thứ hai cái kháng nguyên này nó mới xâm nhập vào chúng ta lần thứ hai, thì hai cái con tế bào mast và basophil nó tới và nó làm phản ứng chéo giữa kháng nguyên với cái IgE, và hai con này nó bể ra, nó phóng thích ra hóa chất trung gian histamine tràn lan vô hệ tuần hoàn. Và histamine nó có bốn bà vợ, và bốn bà vợ này khiến chúng ta sẽ chết rất là nhanh. Và chúng ta xem ở cái phần triệu chứng đó nó làm như thế nào mà khiến chúng ta chết rất nhanh nếu không được xử trí kịp thời. Còn cái nhánh thứ hai đó là không phụ thuộc vào yếu tố miễn dịch, thì lúc này thì cái con mast và basophil nó bể trực tiếp mà không thông qua cái kháng thể IgE, và nó phóng thích các hóa chất trung gian vào tuần hoàn luôn. Và lúc này thì nó cũng biểu hiện giống như là do miễn dịch. Và chúng ta thấy ở đây là cái triệu chứng mà do bốn cái thụ thể của histamine gây ra ở da xuất hiện. Cái triệu chứng ở da xuất hiện 80-90% như là nổi mề đay nè, ngứa nè, đỏ bừng lên, phù mạch, sưng nề, hô hấp chiếm tới 70%, bệnh nhân khó thở, xuất hiện các gran như là wheezing, sự co thắt của tiểu phế quản, gran stridor là cái gran mà cho tắc nghẽn cái đường dẫn khí lớn. Còn cái triệu chứng tim mạch xuất hiện 10-45%, nhịp tim có thể nhanh hoặc chậm, hạ huyết áp bị giảm, bị hạ huyết áp, mạch vành thì bị co thắt và dẫn đến có thể là nhồi máu cơ tim cấp, rối loạn nhịp và ngưng tim luôn. Còn cái triệu chứng về tiêu hóa là xuất hiện từ 30-45%, bệnh nhân đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Còn cái triệu chứng về hệ thần kinh
xuất hiện từ 10 đến 15%, bao gồm nhức đầu, gọi là rối loạn sự nhận thức tỉnh, mất nhận thức, và thường thì nó xảy ra lớn hơn hai hoặc nhiều hơn. Và đây là hình ảnh của các bệnh nhân có tình trạng phản vệ. Và chúng ta nhìn vào cái hình này, chúng ta phải đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là tại sao sốc phản vệ lại được trang bị hộp chống sốc trên tất cả các xe của các chị điều dưỡng đi tiêm cho bệnh nhân, và cái có được cái phác đồ xử lý rất là chi tiết được dán ở các khoa phòng cũng như là trên luôn cái chiếc xe của các chị điều dưỡng đi tiêm thuốc. Tại vì sốc phản vệ là cái sốc khiến bệnh nhân chết nhanh nhất. Cái chết nhanh nhất ở đây là do bốn bà vợ của histamine, bốn cái thụ thể của histamine, đặc biệt là H1. Cái thụ thể, cái receptor H1, nó có mặt trên cái cơ trơn của cái đường hô hấp của chúng ta, cơ trơn của cái khí quản. Và khi mà histamine nó được phóng thích ra rồi, nó gắn ồ ạt vào H1, nó làm cho khí quản chúng ta co thắt lại, nó làm cho chúng ta nghẹt thở, có nghĩa là tắt đường dẫn khí của chúng ta. Và trên tim mạch thì nó làm cho mạch chúng ta giãn ra, hạ huyết áp, có thể ngưng tim luôn. Nội hai cái triệu chứng này thôi là khiến chúng ta chết rất nhanh rồi. Mà câu hỏi thứ hai muốn đặt ra tại chỗ này, tại sao cũng là cơ trơn nhưng cơ trơn trên đường hô hấp lại co mà cơ trơn của mạch máu lại giãn? Thì chúng ta xem cái slide tiếp theo, đó là cái mạch máu nó có lớp nội mô, còn ở cái cơ trơn của đường của cái khí của cái khí quản, tiểu khí quản nó không có cái lớp nội mô này, cho nên nó là khi mà cái histamine nó gắn vào cái thụ thể ở cơ trơn của động mạch thì cái lớp nội mô ở mạch máu thì cái lớp nội mô của mạch máu này nó tiết ra các hóa chất làm giãn mạch tại chỗ, đó là NO và prostaglandin. Và đó là câu trả lời cho cái câu hỏi số 2 này. Và như vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán một bệnh nhân có cái tình trạng gọi là phản vệ, là xuất hiện một trong ba cái tiêu chuẩn sau. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là bệnh nhân xuất hiện sau khi xuất hiện với một cái dị nguyên đó và xuất hiện các triệu chứng cấp tính của da và niêm mạc như là nổi mề đay nè, đỏ mặt, đỏ bừng lên, ngứa ngáy, môi sưng và mắt sưng nổi mà không mở ra được luôn á, và nó có thể kèm với một hay hai yếu tố sau như là xuất hiện các triệu chứng của đường hấp như là brain wheezing, stridor, khó thở và tình trạng giảm oxy trong máu, cũng như là có dấu hiệu của tổn thương cơ quan đít hoặc là hạ huyết áp, bệnh nhân có thể ngất. Và cái tiêu chuẩn thứ nhất này nó có thể chiếm tới 80% các trường hợp. Nhưng nếu mà cái tiêu chuẩn thứ nhất này không có thì chúng ta sẽ đến với cái tiêu chuẩn thứ hai, nó quyết định hầu hết tất cả các trường hợp còn lại, đó là bệnh nhân tiếp xúc với cái dị nguyên với cái dị nguyên nào đó và xuất hiện xuất hiện lớn hơn hai các trường hợp ở các triệu chứng sau. Da niêm bệnh nhân gọi là sưng nề, phù lên, hô hấp xuất hiện các triệu chứng của hô hấp như chúng ta đã kể ở phần trên, hạ huyết áp, có dấu hiệu tổn thương cơ quan đít, và xuất hiện các cái triệu chứng về cái đường tiêu hóa dai dẳng như là nôn ói, đau bụng và tiêu chảy. Và cái tiêu chuẩn thứ ba đó là giảm huyết áp, hạ huyết áp sau khi tiếp xúc với lại cái dị nguyên, mà cái dị nguyên đó chúng ta biết chắc chắn thường cái tiêu chuẩn thứ ba này được sử dụng trong phòng mổ ICU, và ở người lớn thì huyết áp tâm thu nhỏ hơn, hạ nhỏ hơn 90 mm thủy ngân hoặc giảm hơn 30% huyết áp tâm thu. Còn ở trẻ sơ sinh và trẻ em thì
huyết áp nó sẽ giảm tương ứng với số tuổi của nó, hoặc giảm hơn 30% của huyết áp tâm thu. Và đó là ba cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân có tình trạng tình trạng phản vệ. Về cái phân loại của phản vệ, chúng ta sẽ có ba loại. Loại nhất đó là sốc phản vệ, cái loại thứ hai đó là phản vệ hai pha, và loại thứ ba đó là giả phản vệ. Thì phản vệ, sốc phản vệ là cái tình trạng tồi tệ nhất của phản vệ, và nó đưa bệnh nhân đến cái tình trạng tồi tệ và đi vào tử vong ngay lập tức nếu mà chúng ta sẽ không xử trí kịp thời. Còn cái phản vệ hai pha là cái phản vệ, tại vì phản vệ nó thuộc hypersensitivity type 1, cho nên mà hypersensitivity type 1 nó có hai pha, pha ngay tức thì và pha muộn. Cho nên ở đây phản vệ nó có tình trạng hai pha là như vậy. Thì cái tình trạng hai pha được định nghĩa là bệnh nhân đó xuất hiện lại triệu chứng trong vòng 1 đến 72 giờ mà không tiếp xúc với cái dị nguyên ban đầu. Đó, và thường là 8 giờ. Còn đó, giả phản vệ là cái tình trạng mà cái phản vệ nó không liên quan đến cái phản ứng dị ứng, nhưng ở đây nó gây ra bởi cái ly giải trực tiếp của cái con mast cell. Dù trường hợp nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải, dù loại nào đi nữa thì chúng ta cũng phải xử lý cấp cứu. Và đây là cái sơ đồ của cái phản vệ hai pha. À, tại sao? Tại vì ở đây chúng ta đưa cái hình ra này, chúng ta phải nói lên rằng là phải theo dõi bệnh nhân nó có cái tình trạng phản vệ 24 giờ. Đó, chúng ta xem sơ đồ đầu tiên. Khi mà bệnh nhân tiếp xúc với lại cái dị nguyên rồi á, bệnh nhân có tình trạng bệnh nhân vô phản vệ, chúng ta điều trị bệnh nhân giảm các triệu chứng của phản vệ, và sau từ 1 đến 8 giờ sau bệnh nhân cũng xuất hiện cái hai, chúng ta thấy nè, hai cái biểu đồ nó ngang bằng với nhau luôn, tức nghĩa là ở cái pha 2 cũng giống như là cái pha đầu thôi, chúng ta phải xử trí y chang là pha đầu. Và cái phản vệ hai pha này thường rất là dễ bỏ sót, cho nên chúng ta phải theo dõi bệnh nhân 24 giờ kể từ lúc mà chẩn đoán phản vệ và xử trí cấp cứu kịp thời ở cái pha 2. Và đây là phân mức độ phản vệ theo Bộ Y tế nó vào năm 2017 á, thì Bộ Y tế chúng ta phân phản vệ làm 4 mức độ. Mức độ độ 1 là nhẹ, chỉ có dấu hiệu triệu chứng ngoài da thôi, hoặc niêm mạc như là mề đay, ngứa, phù mạch. Độ 2 là độ nặng, có từ 2 biểu hiện ở nhiều cơ quan như là A, mề đay, phù mạch xuất hiện nhanh; B, khó thở, nhanh nông, tức ngực, khàn tiếng, chảy nước mũi; C, đau bụng, nôn ngói, ỉa chảy; D, huyết áp chưa tụt hoặc tăng, nhịp tim nhanh hoặc rối loạn nhịp. Độ 3 là cái độ nguy kịch, biểu hiện ở nhiều cơ quan với mức độ nặng hơn như sau: A, đường thở, có tiếng rít thanh quản, phù thanh quản; B, thở nhanh, khò khè, tím tái, rối loạn nhịp thở; C là rối loạn ý thức, vật vã, hôn mê, co giật, rối loạn cơ vòng; D là tuần hoàn, sốc mạch nhỏ, tụt huyết áp; và độ 4 là cái độ ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp luôn rồi. Và như vậy thì chúng ta đó là 4 cái mức độ mà Bộ Y tế phân độ mức độ theo phác đồ vào năm 2017. Và lưu ý là mức độ phản vệ có thể nặng lên rất nhanh và không theo cái trình tự này. Còn chẩn đoán phân biệt của phản vệ đó, là chúng ta sẽ có một số chẩn đoán phân biệt như là tràn khí màng phổi, thuyên tắc phổi, hen, sốc tim, sốc giảm y tích, sốc nhiễm trùng, sốc do dây 10 và hạ đường huyết. Về cái phương diện mà cận lâm sàng á, để chẩn đoán, góp phần trong chẩn đoán phản vệ á, thì hiện nay chúng ta sẽ có hai cái cận lâm sàng, hai cái xét nghiệm, đó là thử histamine plasma và tryptase của huyết thanh. Và ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa
Đây chỉ là trên lý thuyết thôi, còn về mặt lâm sàng thì vẫn chưa áp dụng hai cái xét nghiệm này. Tại vì sao? Tại vì khi mà xét nghiệm bệnh bệnh nhân đã có triệu chứng của phản vệ rồi mà đi xét nghiệm hai này, đợi đến lúc có kết quả thì bệnh nhân chết mất tiêu rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái histamine á, về mặt lý thuyết á, thì histamine nó sẽ đạt đỉnh trong vòng 15 phút đầu khi bệnh nhân có tình trạng có cái triệu chứng của phản vệ. Còn tryptase là nó tăng từ lúc bệnh nhân, nó tăng đỉnh điểm trong vòng 1 giờ đầu sau khi bệnh nhân có tình có cái triệu chứng của phản vệ, và nó kéo dài nó đến 6 giờ. Và đó là hai cái xét nghiệm mà nó liên quan, cũng liên quan đến cái việc mà giúp cho chúng ta chẩn đoán phản vệ. Nhưng hiện nay đó chỉ là lý thuyết thôi, hiện nay chúng ta vẫn chưa có thực sự áp dụng trên lâm sàng. Và như À, vậy thì chúng ta chúng ta sang sẽ cái phần nói cuối đến cái cùng là phần xử trí cấp cứu và quản lý bệnh nhân có tình trạng phản vệ và sốc phản vệ. Ở cái mục này chúng ta chỉ nói đến cái hướng xử trí ban đầu đối với một sinh viên Y4 đi thực tập lâm sàng gặp bệnh nhân có tình trạng phản vệ và sốc phản vệ. Ở đây chúng ta không nói cái điều trị quá chuyên sâu. Còn nếu muốn chuyên sâu hơn, chúng ta có thể tham khảo phác đồ xử trí phản vệ của Bộ Y tế vào năm 2017. À, khi phát hiện bệnh nhân có triệu chứng của phản vệ thì chúng ta ngưng tiếp xúc, ngưng cho bệnh nhân tiếp xúc với lại cái dị nguyên và kháng nguyên, và đảm bảo cái đường dẫn khí cho bệnh nhân, cho bệnh nhân thở khí oxy 100%, đặt nội khí quản khi có chỉ định. Và nếu mà đặt nội khí quản mà không vào, lúc này là do cái vùng là thanh môn của chúng ta nó sưng nề, chúng ta không đặt đường nội khí quản, thì có thể chỉ định luôn là mở khí quản và tiêm ngay nửa ống adrenaline, tức nghĩa là 0.5 mg adrenaline vào bắp, tức nghĩa là thường đây là tiêm bắp và tiêm ở mặt trước đùi. Sau khi tiêm chúng ta lặp lại cái liều đó từ mỗi 5 phút đó, và theo dõi dấu hiệu sinh tồn liên tục, huyết áp, nhịp thở đó, mạch đó, và chức năng hô hấp. Chúng ta đó, thiết lập đường đường truyền giữ ven cho bệnh nhân, truyền nước muối sinh lý 0.9 phần trăm và 500 ml đó, và phải theo dõi huyết áp liên tục. Nếu có bệnh nhân có cái tình trạng là xuất hiện sự tắc nghẽn đường dẫn dẫn khí dẫn dẫn khí nhỏ tiểu phế quản, xuất hiện cái grand wheezing thì chúng ta điều trị giống như hen asthma đó. Còn nếu mà cái tình trạng mà cái huyết áp bệnh nhân vẫn không vẫn không gọi là vẫn không tăng lên lại, vẫn hạ hoài, thì chúng ta cho bệnh nhân nhập ICU để hỗ trợ điều trị. Và nếu mà chúng ta tiêm adrenaline lặp đi lặp lại 2 đến 3 lần rồi mà huyết áp vẫn không tăng, các triệu chứng về hô hấp và các triệu chứng khác vẫn không cải thiện, thì lúc này nếu chưa có đường đường truyền thì ta tiêm adrenaline pha loãng 10 lần, tức nghĩa là lấy 9 ml nước cất pha với lại 1 ml adrenaline và rút ra 0.5 ml tiêm cho bệnh nhân. Và sau đó chúng ta lập đường truyền, truyền với liều và bắt đầu là 0.1 mg trên kg trên phút. Và đó là cái hướng xử trí ban đầu đối với một sinh viên Y4 cần phải nắm bắt được khi mà đi lâm sàng gặp được bệnh nhân có tình Nếu trạng phản vệ. histamine nó gây ra cho chúng ta các triệu chứng chết người thì adrenaline là thần dược cứu chúng ta trong phản vệ. Tại sao? Nếu histamine nó gắn vào H1, nó làm co cơ cơ trơn của tiểu phế quản, nó làm cho chúng ta nghẹt thở, thì adrenaline nó gắn vào cái thụ thể beta, ở đây là beta 2 thuộc đường hô hấp, và nó làm giãn cơ trơn của tiểu phế quản ra trên và trên mạch. Nó làm histamine nó làm giãn mạch, thì trên mạch nó có một cái thụ thể gọi là alpha 1, thì khi mà adrenaline gắn vào alpha 1 thì nó làm co mạch và tăng huyết áp của chúng ta lên. Và alpha 2 là cái alpha 2 là cái thụ thể có ở thần kinh trung ương. Khi adrenaline gắn vào alpha 2 thì nó giảm sự phóng thích của các dẫn truyền thần kinh, và đó là tác dụng
đối kháng lại histamine của adrenaline. Và như vậy thì cái bài ngày hôm nay mình soạn lại từ 10 cuốn textbook như trên màn hình và 11 cái trang web tham khảo. Và cuối cùng là cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.